Xin chào mọi người, mình là Dược sĩ Minh Châu. Dạo gần đây có rất nhiều chị em đến gặp mình để thăm khám và tư vấn da trong tình trạng da bị tổn thương lão hóa như da sưng tấy, bong chóc, nổi mẩn ngứa, khô, rát, sạm nám tàn nhang, mụn mủ khắp mặt. Mà nguyên nhân gây ra tình trạng này xuất phát từ nhu cầu dưỡng trắng, trị nám tàn nhang cấp tốc mà chị em bất chấp sử dụng kem trộn, rượu thuốc giao bán tràn lan ở trên mạng. Mình thấy rất tiếc cho các chị em bị vậy và cũng muốn cảnh báo đến mọi người rằng mọi người phải làm đẹp một cách thông thái, không nóng vội, ham rẻ. Ngoài ra, một số các biện pháp làm đẹp da khác như là tiêm Botox này, uống thuốc trắng da, bắn laser có chi phí đắt đỏ, hiệu quả thì tức thì, không dài lâu, xui rủi cơ địa không hợp hay spa thẩm mỹ không có tâm, dùng hàng kém chất lượng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, để lại hậu quả nặng nề như là sưng phù, hoại tử da. Vậy nên là một dược sĩ, mình khuyên các chị em nên tìm các sản phẩm chăm sóc da có nguồn gốc rõ ràng và có thành phần tự nhiên lành tính, an toàn cho da. Điển hình là kem dưỡng da chống lão hóa 22 Again này đây. Kem 22 Again hiện đang là một trong những dòng kem dưỡng da chống lão hóa hot nhất trên thị trường. Không chỉ trong nước mà hiện còn đang được bán tại các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Sạm nám tàn nhang càng để lâu càng khó trị. Kem dưỡng da 22 Again chính là sản phẩm đem lại hiệu quả nhanh chóng cho các chị em đang gặp phải vấn đề về lão hóa da như là nếp nhăn, sạm nám tàn nhang, da ngăm đen không đều màu. Kem dưỡng 22 Again luôn là sản phẩm tôi ưu tiên hàng đầu để giúp chị em tìm lại được tuổi thanh xuân cho làn da của mình. 22 Again có thành phần 100% từ thiên nhiên như là sữa ong chúa, chiết xuất jojoba, dầu hạt nho, nha đam và một số vitamin A, E. Đây đều là những thành phần lành tính, không gây kích ứng da, cực kỳ tốt trong việc dưỡng ẩm, làm trắng da, loại bỏ hắc tố melanin, giúp làm mờ, tận gốc, sạm nám, tàn nhang, tăng cường bổ sung collagen, giúp da căng bóng, mịn màng. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép chứng nhận an toàn và chất lượng. Ngoài ra, 22 Again được sản xuất theo công nghệ Silvi Nano, hiện đại số 1 Hàn Quốc. Công nghệ này giúp các thành phần dưỡng chất có trong kem dễ dàng thẩm thấu, hấp thụ sâu vào trong da, nuôi dưỡng và bảo vệ các tế bào da mạnh khỏe, cho hiệu quả làm đẹp, nhanh và mạnh gấp nhiều lần so với các sản phẩm khác. Khoảng hơn 95% chị em dùng 22 Again do mình giới thiệu đều hài lòng về hiệu quả dưỡng trắng, trị nám, nếp nhăn của sản phẩm. Hầu như ai dùng 22 Again rồi cũng không muốn đổi sang dùng loại khác nữa. Do bán chạy nên sản phẩm rất nhanh hết hàng. Chị em hãy nhanh tay gọi điện theo số hotline chạy dưới màn hình để được tư vấn miễn phí và đặt hàng chính hãng nhé.